Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách thân mến, hè qua thu về, đánh xe thời gian cứ quay đều giữa dòng đời bất tận. Mùa thu, mùa của lá vàng rơi xào xạc, hương hoa sữa ngọt ngào, quyện với chút gió heo bay, mang đến những cảm xúc ngọt ngào và sâu lắng. Trong không gian ấm áp này, trái tim của người học trò nhỏ hòa cùng hàng triệu triệu trái tim hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ngày của những người thầy, người cô treo lái con đò tri thức, chuyện một con đò dần dãi nắng mưa. Con muốn hiểu thầy ơi, người đưa đò vĩ đại con đến với cuộc đời từ sự hy sinh thầm lặng ấy. Trên chuyến đò của thầy chở nặng yêu thương, liên khúc hát múa về mái trường, thầy cô và bạn bè của khối 8 xin phép được bắt đầu. Thank you.
biểu diễn tài của khối tám chín em. Kính gửi chắc thầy cô lời cảm ơn sâu sắc nhất. Cảm ơn thầy cô đã dìu dắt chỉ dẫn chúng em được lên 10 như ngày hôm nay. Thầy cô đã cho chúng em những lời nói, hình ảnh, lý tưởng để chúng em xây đắp cuộc đời. Em xin kính chúc thầy cô có ngày 20 tháng 11 vui vẻ, hạnh phúc. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Sẽ còn vang mãi trong mỗi chúng ta. Trong mỗi chúng ta hãy bằng những hành động cụ thể thiết thực thi đua giải tốt, học tập tốt, thành tích cao nhất. Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đại biểu đã đến dự lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam thầy trò trường Trung học cơ sở Vĩnh Tân. Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Nhân dịp này thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin gửi tới quý thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, năng động sáng tạo để góp phần vào sự nghiệp trong người. Chúc các em học sinh mạnh khỏe, thăng hoa học hỏi. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần hồi sau.
Bamboo Airways 1155, QNH 1015, Runway 17 cleared for takeoff, QNH 1015, cleared for takeoff, Runway 17, Bamboo 1155. Bamboo 1155, continue via Kamsu 1 Bravo, climb flight level 150. Continue via Kamsu 1 Bravo, flight level 150. Bamboo 1155.